Sova. Sova à, Viper như cứt đi. À quên nhỉ. Cypher như cứt. Thank you chơi à này. Đây đây mình chơi Sova. Nó đét, thank you fix mẹ này. Thế là tôi chơi Brim để tao khó nhá. Team có thằng Break tấn công rồi, con Z cũng tấn công được. Sova soi đường. Thế phải cần có thằng khói. Nhưng mà trình bắn nó hơn được không? Dành không mà. Thì bên kia có cứ cứ tưởng mẹ mời vào mẹ toàn mẹ kiểu con lát xong rồi đi mẹ. Thế này cái tăng tốc bắn hay là cái bom lửa nhỉ? Tốc bắn đi, bom lửa cái đạn đầu à. Ui, mẹ chắc người Việt Nam rồi. Tôi đang chắc phát tin luôn. Đi mẹ 5 kỳ. Tôi cảm thấy nó có ping nó có cao cao đéo gì nhỉ. Cũng ping cao thật. Mua tôi cổ ma cái. Không, không mua gì hết hết tiền rồi. Vào đâu đây? Vào mid này vào ấy. Vào B, 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 B. Smoke's down. Ăn tường nhỉ. Enemy spotted. Ủa đi cho mẹ. Ok kìa. Có thằng móc nhá. Mẹ. Hồi máu tao tôi gái có máu không? Có đi cứu mẹ. Đéo đỡ được. Vào đi mấy thằng này, mẹ thằng này đéo có đéo đặt mù à? À là cái đéo mua mù à? Ui. Ui ping được cao vãi lìn này. Mike planted. Ủa đi mẹ, nó có thật thật khó chịu quá. Ôi, đi mẹ bắn thế mà trượt ạ. Bắn bình tĩnh thôi, là sao bắn bình tĩnh rồi bắn đi. Quá tôi có ít máu quá rồi. Nó hồi lại được máu. Bắn đi viên thứ 3. Stay short as a bowstring. The fight demands it. Cái máy nó kiểu đéo gì hết, nó có à, ping tôi kiểu đéo gì nó có thật 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 thật. Nhà ông, phải ông bị kẹt mới làm bị rồi. Thật thật khó chịu quá mẹ. Tôi nghĩ là lên công A, cái map này công A dễ hơn, mà công B khó mãi này. Safety's off. Có vào không? Ở đây nè. Đi ra nó lag kìa, nó lag kìa. Đi con mẹ. Đi ra, thật 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 thật. Lá quá. Ô đi con mẹ. Vừa mới hết khói xong cái thì hai thằng có đứng đợi. Mình mới đặt được thêm cái khói chứ. Vào đi vào đi vào đi nhặt bom vào đi. Ôi rồi làm gì đây? Đặt team đi chuyển kiểu vãi đái thế. Last player standing. You're nothing. Tìm đéo ai vào cùng. Mẹ mỗi hai đứa vào. Con kia vào thì nó ngậm đấu chết đằng sau. Mẹ ơi ông cầm 5-1 đứng đây ông ra ông đứng đây ông đi. Nghe tip của ông được phết thì bà tôi được mấy bạn. Mẹ cứ ping của tôi cao khó chịu quá. Nó cũng giật 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 này. Nó này rất là bình thường, rất là bình thường nhá. Đến lúc vào con map nó giật phát. Đấy à. Kìa nó bảo ông có thể dùng smoke không kìa. Dùng smoke như điên như thế còn gì đấy. Còn không dùng smoke, what the fuck. Thả smoke ra như thế thả smoke ra như thế còn bỏ không dùng, đéo hiểu. Cái smoke ở ngay cái đường mid này là quái.
Tôi chỉ dịch thằng kia nó nói thôi, nó bảo ông có thể dùng smoke được không? Tôi đeo tôi, thằng kia nó chát. Khó quá nhở. Nó chát kệ mẹ nó, kéo hả? Mấy em thả smoke như thế kêu không thả. Mình thả vào bên trong có áo ai không vào đéo đâu. Đã cứ giữ giữ ngắm ở ngoài. Ôi đây vào nó chết mẹ cả hai đứa. Vào đi mà chắc ngu. Đi tệ đi block như khó chịu với lìn. Sao đi. Tại sao nó có phải công B đi mẹ. Đéo hiểu vì sao. Đây, B mid mid B vào được rồi này. Vào nhanh thế thì cùng mạnh chồng rồi. Tên có đi cách nhau một cây số á. Mẹ thằng cầm bom không chịu vào đập đi. Chắc không ngoài rồi này. Táp đầu. Ôi đi, con mẹ đang thấy ra. Chắc không có ai cầm bom đéo chịu vào. Bê nhá. Đương nhiên là bê rồi, nó đi đường nào mới là vấn đề. Đây à, đây à. Rồi đây à. Molly. Found them. Stim beacon here. Enemy spotted. Ah. Yeah, one enemy remaining. Yếu 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 à. Bắn được vài viên nạn đấy. Yếu rồi, cái khổ đi tạm. Phá tôi phải nấp vào sau rồi. Để cho thằng kia bắn. Chứ học bà nó có hồi sinh được kiểm tra gì cả. Đá bãi ra. Forward. Đây, hai ra ra. Smoke's down. Ui, vậy tại chó lại chơi đục. Cẩn thận đường rồi. Mày dùng hết skill vào đây ạ. Oan to vào. Ô đi cơ mẹ em giật quá. Thật sự luôn đấy. Đi cơ mẹ. Phải nó check mẹ check bên phải, nếu check bên trái. Quá mình vào thì giật khó chịu đốc chịu. Bên bình thường thì vẫn ngon nhá, cứ đến đoạn bắn nhau cái nó giật. Khó chịu vãi. Nó biết ông đứng ở đấy rồi mà nó bắn vào như thế vẫn ngồi à, đéo hiểu. Bắn cái đéo nó bắn vào tường ông kêu bù như thế mất máu rồi vẫn ngồi. Mẹ đéo hiểu không. Cái chỗ đứng một lần thôi, đéo đứng lắm. Mẹ có 4 round tôi mới đứng 2 lần như mấy. Shoot the bad guys. How's that for a plan? Damn, mình bị vào combat mình bị lag quá. Need a drop. Ông xem một download đi tải bạn. Right there. Thanks. Uầy, mày súng xịn thế. Punch in. Đi giết con này thôi, lấy súng, mà đéo gì. Cũng không phải giống một cái khẩu thuốc vàng vàng này ai. Thằng hiệu à? À đâu? Oni Đi con mẹ, nó biết rồi. Oni con mẹ. Đi con mẹ, chúng ta cho bố đéo chân lên. Đi con mẹ. Đi con mẹ. Cái đéo gì? Bị nó xoay. Bị khổ. Đúng rồi, góc đi suốt ngày đi một phía này thì bọn nó bắt bài mấy lìn ra luôn, nó biết luôn là mình đi ở trong ấy mà. Đéo đi sang công thăng A đi, đéo hiểu cái team này cứ cắm đầu B nhá. Right here. My sky smokes will give us all the cover we need. Đi tới nó dập này. Nó chẳng nó lại đờ phát thì nó lại đờ phát. Mẹ nhà ông. Mẹ đi mẹ nhà từng túi kéo như thế. Tao
Đi thì mọi người đẩy mít vào chứ, đi cả lũ đi một hướng này. Đây tôi vẫn dụng hàng khoái mít. Đây đây đây. Smoke's down. Ai cầm bom vào lạp nhanh. Cửa bom à. Nó yếu rồi ạ. Joke's over. You're dead. To cái thủ bom đi, thủ bom đi. Last player standing. Mẹ, last player standing. Ok ok. Thay đạn làm gì? Thay đạn làm gì phát đấy? Ông ơi bắn nó mấy viên. Ôi thắng rồi. Ông thắng. Thắng không? Thắng không? Ừ, thắng. Ui thắng mày. Nhẹ nhàng, tôi tham minh mà, quả tôi tham minh như nèo. Nó vui. Nó vui thôi, nó tự bỏ thôi. Farm mình bắn như thế mà có khi đấu chết vãi gì. À nó mất có 3 năm máu ạ. À. Quả mình cố tẩy quá. Lại nhắn tin đéo lúc địch mãi thì đéo sao lúc vào trận rồi chị. Nhắn. Bọn này nó bị cuồng B à? Các B nó công khó cực kỳ luôn đấy. Cái cửa biết tí. Xong rồi con bên kia có con đặt bom thì mẹ đứng ở chỗ đấy khát đéo thì tự sát. Mẹ à. Là gì? Là đéo hiểu. Làm vừa chỗ bom. Ok, hai thằng. Còn mẹ đâu quá. Ui, còn mẹ. Ôi, nó đồ không gì? Nó đi hướng nào, nó đi hướng nào. Nói. Mít. Thì mà mít thì hơi khó. You will not kill my allies. Open up the sky. Quăng bừa thôi. Out of charges. Bừa. Đợi nó công một sai xong rồi dùng bừa ngay cái chỗ quả bom như. Smoke down. Nó công một sai, chắc tôi chết mẹ rồi. Ôi nó lag kìa, đi quẹo, lag tôi đơ phát rồi. Đéo bắn. Tôi thắng rồi, thắng rồi. Đấy. Quả bị tôi bị đơ phát mà tôi bắn mất hắn chết nó mới ghê. Tao bị đơ mà tao vẫn bắn chết. Thay đạn cái quả tao bị đơ luôn đấy. Ông nhìn ra màn hình của tôi mà xem. Phải tôi đéo hiểu vì sao tôi bắn chết thằng đó cơ. Bu ya. Cái gì? Bu à không. Mấy mày, mẹ nó nghe nó nói em đéo. Mẹ ai có thể check cho tôi cái chỗ này không thì Sova đéo thấy check trùng đéo vậy cả. Rốt cuộc có chơi Sova làm cái đéo gì vậy. Nó biết tôi ở đây rồi. Ôi địt còn mẹ. Mình đứng ở mid. Trời mình vắng vẻ quá. Cái cửa B này, cái cửa đấy nó công cực kỳ khó luôn đấy. Trừ khi công được vào mid thì mới công cửa đấy. Đéo chuyện đi mà một cả team đi năm thằng đi cái cổng biệt tí này thì nó vào nó xã rồi thì đừng hỏi. Đéo hiểu cứ cố trong một chất công mà đem đéo. I have the spike.
tôi đéo hồi sinh. Ui đi con mẹ. Last player standing. One enemy remaining. Thirty seconds left. Nhớ sao rớt mẹ bom. Tôi thua rồi đấy. Quỳ đâu? Chắc nó ngồi ngay dưới thôi. Ui này. Ui được. Ui. Táp đầu kinh đấy. Ok, đang xem cái hiệu ứng cái thằng áo đá này không chịu nhìn hiệu ứng. Come on. Cái thằng lô này lúc đấy nó lao lên phát vào cái lao thẳng nó đẹp bom xong nó chạy sang B thì cũng cụ điên thật đấy. Nó đấy lý do tôi đéo hồi sinh nó ấy. Nó cứ hỏi chấm hỏi chấm. Hỏi nó buồn. Cái này nó khó công ấy lì mà cứ năm thằng đi vào cái cổng bé tí nó bắn skill ra thì đỡ thì đéo được. Phải có người công vào mid. Bom chưa rồi. Đéo để đấy. Có đúng một trận mà một mình tôi công tôi là thằng cái bom như sao. Ôi con chết rồi nha con. Con mẹ chạy 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 chạy. Ui giời ơi. Khổ. Thôi nè khổ đi của nó vậy. Ông bắn đi không? Mà tôi vất rồi này. Có đi này. Lấy đi mà bắn. Đi em đéo đi. Có đi bắn cho mạnh làm gì? Đi về chết mẹ hết con hai thằng này làm ăn đéo đi. Tìm đâu nhở? Tìm chết mẹ hết rồi. Thôi bây giờ thằng A, thằng A, thằng A. Thằng A, thằng A, thằng A. Ôi đi mẹ, tôi nhìn nhầm. Nhìn nhầm gì? Tôi nhìn nhầm, tôi định hồi sinh con lướt gió. Nhưng mà tôi đi mẹ. Tôi định hồi sinh con lướt gió. Nhưng mà tôi nhìn nhầm nhầm. Mẹ ai quá. Mẹ, đéo có gì mà lên này. Tôi đặt một bên nhá. Check bên còn lại. Nhanh vào này này, vào luôn này. Ok. Check cho tôi, check cho tôi. Đóng cổng rồi, đóng cổng rồi. Spike planted. Fire in the hole. Chặn thường ở đấy. Ui, vậy nó bắn đầu ấy. Bắn đầu ấy. Ôi đi các bạn, con thằng đó trên. Bỏ trên hết đấy. Ok, chắc 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 chắc. Ôi. Nó con nổ mặt ra đấy xong bắn. Tôi đang mải cái con ở bên phải. Cái con ở tường ấy, đang mải như con đấy. Sova đéo hy vọng lắm thằng Sova này. Nó biết ở trong đấy vẫn ngồi như ngáo vét cái đáy. Nó biết ở trong đấy là chắc chắn nó biết rồi, vẫn cứ ngồi như thằng ngáo ấy. Nghe đến mức cho nó đến rồi, phát nó phải lao ra, nhấc cao cái tâm lên, đéo để cái tâm rất cúi mặt đất. Tôi ừ, sinh nhầm, thì phải định hồi sinh con lướt gió, nhưng mà hai con đấy mặc áo giống nhau, màu áo giống nhau quá, mà tôi nhầm. Mẹ. Đi mẹ đấy, đi mẹ là bọn kia lại vào hết thằng ấy rồi. Mình đi mid nhá, công mid nhá. Công mid vào này, tôi chặn chặn mid này. Tôi đéo trúng được công mid đâu. Ok. Sao sao tôi không đặt được khói đấy? À tôi còn khói mà sao không đặt được? Trong tầm á? Mít có nhá. À đâu, hết tầm à? Này đi ngay thôi, đi ngay mới thôi. Có đi. Mít có, mít có. Ôi đi các bạn đau quá. Mình hết khói à? Mình nhìn nhầm à? Mình nhìn nhầm cái chiêu mẹ xe thành khói à? Con bé à? Mình cứ tưởng mình có hai khói hóa ra mình có mỗi một khói. Đi. Được cứu. Cứu cái đéo đi, ông chạy sang B bọn nó đi. Nó đi không? Chạy sang B đi, nhanh, chạy sang B bọn nó vào B rồi kìa. Nhanh, đi luôn đi. Chết cái đéo gì ở đây nữa. Sợ nó ở đây. Không có thằng đéo nào cả. Tìm nó vào nó B rồi, chỗ này em đéo con người. Đi. Vào sang tìm chết mẹ ai hết về. Chỗ đây em đéo có ai? Thì con mít nó vừa bắn lồng ở đấy chứ còn ai. Mít nào, mít nó bắn tôi ở cái chỗ đầu, à nó ở cái mít bên đó. Không phải chỗ này đó đâu, cái chỗ đây là chỗ nhà mình. Thì ông chỉ check một phía thôi, ông check đi đéo đâu. Chỉ check phía bên phải thôi. Đi vào nhanh. Chết rồi, chết rồi. Đi mẹ. Quay lại, mà ông còn đàn thì ông sấy nốt cái pháo đi. Đéo bắn, đi, chạy, đéo hiểu. Thôi vẫn còn đàn thì bắn sấy cho nó nổ cái pháo đi, đéo. Nghèo đá mấy cứt.
Bom rồi. Mẹ thằng này lấy bài. Bom thằng kia nó cầm. Mẹ thằng này nó tranh bom nhanh vãi lìn nè. Phải là mình đi ết khói chứ không rồi. Đi phải chơi gì ông Lin này đã chết này. Vào B đi, vào B, vào B đi. B phải ít người này. Công công cường B này, công cường B này. Sai xa này. Quậy anh. Xấu xa này. Vào này. Biết cả đất, biết quái nha. Vào đạp, vào đạp, vào đạp, vào đạp. Ôi thịt mẹ. Băng ở đây tôi đéo đi được, đéo vào được. Có thế này thì chơi thế nào? Công ty đâu? Công ty bây giờ tìm một đứa để làm máu ra. Kéo được bắn đâu đấy? Kéo được. Kéo Sova đang. Ủa mày à? Cái chỗ đấy là có thằng đang kem bom. Chúng ta ở đấy. Last round before the switch. Chứ bây giờ đéo có tầm nhìn của đứa nào mà biết là nó ở đâu mà đặt. Ulti pha đấy ulti là bị sai rồi, chứ pha đấy chắc chắn là thua rồi. Để mẹ cái ulti cho round sau còn hơn. Ông để ulti như chắc. Để đéo đâu em biết nó đang đâu mà để. Mẹ tôi hack game mà tôi biết nó đâu, tôi chưa kịp nói với bọn dùng mẹ ơi. Sao chẳng bị mẹ này. Nếu hiểu ông cầm bom ông cũng đi sang B thì ông nói chửi kia làm đéo. Nhưng mà bây giờ sang A mà nó có sang cùng đéo đâu. Đây mình sang A đấy. Mình đứng ở B chưa chắc mình đã đi B đâu, mình sang A. Đấy mình công từ A xong à công từ B sang A. Con mẹ, thằng nó đoán trước ý đồ à? Nào đi. Đừng là đéo lên à. Đéo hiểu mình công mít. Có thằng mít thì chặn khói rồi còn đâu nữa. Đi đấy thì mẹ vào cũng. Cứ đi một mình khổ vãi đây. Công lên công mẹ chặn khói rồi thì mình công qua luôn nữa. Cứ đi qua không bị làm sao thì không cứ thế nó đi thôi. Sang A đi. Đặt đi. Thằng kia vẫn đứng ở B còn thằng ấy nó kiểu nó con người yêu ở B hay sao ấy. Nhất định đéo về để thử bom cùng. Nó đứng ở B. Nó thằng kia đang ở mid á, nó đi lên đấy đấy. Ở nó đang ở mid bắn nhau kìa. Thằng kia thằng da đen nó ở mid bắn nhau luôn, đéo thêm về đây luôn. Ông chặn cái tường thì bọn nó vẫn đi qua như thường không ạ? Đéo hai nguyên bắn nhau vừa mấy cái. Đi lên thì đi theo luôn, đừng có mà đứng bắp. Mày à, mình đi sang tận bên A rồi, mẹ mày ông vẫn cứ đứng ở cái đường ấy, có nấp ngó. Bên thủ ở đây mua mẹ cái này. Còn 300. 300 mua cái tăng tốc bắn, cứ tăng tốc bắn này mẹ nó có tù lão thì. Không ai thủ mít à? Cần đéo thủ. Tôi đéo chơi mạng đâu, chơi mạng có đó. Ôi A nhớ A đông lắm, A đông lắm. Thầy trong ngoài có mít có một thằng, mít có một thằng. Ok, ok, ấn chầm. Chúng ta ấn chầm E, may nó đéo không vào. Rồi sang A đi, sang A đi. Bọn nó phải sang A hết rồi. Hoặc nó dụ hàng. Chưa thấy A có ai kìa, hay bọn nó đổi rồi. A lại đéo có ai rồi. Ở đâu, A nó vẫn vào, A nó vẫn vào, A nó vẫn vào. Hay hay hay. Rơi bom rồi, rơi bom rồi. Stim beacon down. One enemy remaining. Đâu vậy? Nó móc một sau tổ sư á. Vào đi. Đang trong sai đấy. Không tôi bảo con. Ôi đi con mẹ, hồi nó bắn đầu ấy, hai phát. Ôi đi mẹ.
Bắn hay thế, đi bắn Mercury của Valorant à. Mà nó sao nó biết tôi ngồi đấy nhỉ? Thì nó nhảy xuống cái nó rẽ xong nó bắn luôn ạ. Quá cả cứt. Mà tôi ngồi đi nhá, tôi đi ngồi nhá, không nghe tiếng động nhá. Nó biết luôn tôi ngồi đấy, nó nhảy xuống nó rẽ xong nó bắn. Bình thường là bọn nó sẽ check cái chỗ có bom, nó sẽ check chỗ có bom chứ đéo nó check cái kiểu mà vào trong cái góc nó chất. Mà nó nhảy xuống cái đi vào chỗ tôi check luôn ạ. Phải cứt. Thôi, trận này lại phải echo này. Mà nó thật là đéo nó nhìn thấy cái tầm nhìn con Sova ở đâu luôn. Ừ, con Sova, nó pick Sova xong rồi đéo bắn tên xoay đường nó cũng đéo thả được luôn. Đầu trận nó đang thấy nó thả được luôn một hai cái, bây giờ đéo thấy thả luôn phát nào luôn. Ông mua cam mít đi mày ạ. Mít thì như con người này. Tôi nghe bước chân chạy rầm 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 này. Và như bước chân của ông này phải. Mít chưa thấy ai. Bom rơi không? Không bom có rơi không? Hay nó sang mẹ nó bê rồi. Tôi về bê nhá. Đây nó vào trong cái phòng rồi đứng. Đâu thấy ai cả? Đừng đừng, đừng công lên, đừng công lên, cứ tự tự. Ở đây, đây, vào đây, nó vào, nó bê, nó vào bê rồi. Nó vào B, nó vào B. 30 seconds left. Con kiểu cứ nói. Nó vào B đặt bom à. Smoke's down. Vào luôn này, công vào luôn này. Ô địch còn mẹ em. Cái đéo thì nó hiện ra trước mặt mình, giật mình quá. Kéo gì vậy? Cái pha đấy cái gì nó hiện ra trước mặt mình nhỉ? Ô địt mẹ, hai thằng để nó bắn chết hết kìa. Có pha đấy có cái đéo hiện ra trước mặt mình không? Đi. Pha đấy là cái gì nó hiện ra trước mặt mình nhỉ? Nó tự nhiên có cái vòng tròn đỏ nó hiện trước mặt mình như kiểu là con đang bị con Sova hay là con đéo nó ngắm con ti ấy. Hoặc là như kiểu lúc mình đang đứng ở trong trong ulti ở con Dream ấy. Nó hiện cái vòng đỏ của cảnh báo ấy. Tự nhiên thấy vòng đỏ là mình giật mình định tránh, mình nghĩ là mình bị bắn hay mình sao mình định tránh thì phải xem nào. Bọn chúng cũng bọn lớn Trung Quốc. Nó sủa cái kiện cha nó quan đéo với mình. Nó sủa đau hết ở đầu. Bọn bò đấy. Ê bọn nó công lần này, bọn nó công này á. Công đâu? B không chưa? Sao mình kia biết B? Hay cả B ơi, đi có mẹ. Đi có mẹ. Ôi địt mẹ, mít 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 vào mít vào. Con mẹ đâu á? Chín súng. Tốt. Kéo cái máu, khổ quá. Rồi đi, bắn rồi thôi, rơi bom rồi, nó rơi bom mít kìa. Đứng đây thủ rồi. Đứng đây kem thôi, đứng đây kem thôi. Ba hướng kem. Đợi hồi máu. Thằng kia echo à, thằng kia nó ớt tất cả. Ui thì con mẹ đéo có máu, mẹ nó bắn một shotgun đi thì chơi thì đéo được. 30 seconds left. Mẹ biệt đội phản ứng nhanh đéo chơi được. Mà đi cái đường thì mẹ mày sau lưng ông ạ, đéo hiểu đường nhà mình mà hãy cứt. Đường xa mới đái chứ mà sao nó vẫn đi được. Giỏi. Kìa kìa kìa. Ông này còn giơ tay bắn ấy. Nghèo quá, nghèo quá. Đéo mua quả bom lưỡi, thôi quả bom lưỡi thủ khá ổn đấy nhưng mà đéo mua nè. Moly ngon. Nhưng mà nó 300, 300 mới được một quả bom lưỡi. Đắt phải lìn. Khẩu tinh cơ bắn ngon phết, tôi vừa bắn được cái con kia đang
Smoke's down. Need help. Ôi đi con máy. Con mít nha. Mít 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 vào mít vào. Nó vào mít thì sao này? Đâu quá. Cái gì vậy? Đâu đấy? Nó vào A à? A luôn đâu. A phải báo lên nó ăn cái mít. Bọn nó còn chát A luôn lên rồi. Tôi nghi nó A là dụ hàng đấy. Mẹ nó đứng ở đây từ nãy giờ. Ủa nó vào A rồi. Nó vào A thật kìa. Có bom không? Bom tôi không? One enemy remaining. Ôi thì bạn tới bom đây rồi. Rồi trong đấy rồi. Để. Ngon. Đi chợ tham. Thì này đéo nào có súng này ngon à? Mỗi khẩu mẹ switch nhây ạ. Để thì tôi vứt cho khẩu này. Thôi khoảng. Đấy. Đằng sau, đằng sau, đằng sau, đằng sau. Thôi kìa. Đi. Chết rồi, bấm nhặt lên thôi lại bấm vứt xuống ra. Lấn thật ra thì Phantom cũng được, Phantom cũng được. Cái map xa xa của này bắn Phantom lợi. Ô đi mẹ quên, tí quên mua gear, mua giáp, tí quên. Smoke's down. Chưa thấy ai, chưa thấy ai. Giờ nó spam A kìa. Mít một thằng rồi, thằng ấy yếu rồi. Bắn cũng đống rồi. Nhưng mà nó đi A đấy, đi A đấy, khả năng đi A. Ông kêm nhá, ông ở đây nhá. Hay là ông về A đi, để tôi kêm mít. Tôi về A cho, tôi về tôi heal bọn kia. Nowhere to run. Có vẻ bọn nó vẫn quyết định công A đấy. Ô địch con mẹ, ô địch. Vãn lìn à, sao nó biết tôi đứng ở đây vậy giới. Hào vãi lìn. Bọn nó không nghe thấy tiếng của tôi mà xa như thế. Con này ulti đâu. Mẹ toang rồi. Con này đéo biết dùng ulti hả thì mẹ còn gà thế. Đặt bom với tao này, ú đi, còn mẹ à. Nó bắn ulti vào mặt mình luôn ạ. Mẹ. Tôi toàn tạo cẩm ở đây mà, nó đéo dám vào. Thủ quá kinh. À, bọn nó không định công B. Ít kì bọn nó không B. Tôi toàn tạo tường đi nó công éo. Tường nó bắn vỡ tường. Trò. Trò tiền đéo xem ăn. Ê nó công B kìa. Chứ mẹ nó công B thật. Công B à? Nó công B thật đâu. Thật không? Đó. Thật không ấy để nó bắn Moli à không đỡ phí Moli. Ê đấy đấy. Đấy. Mẹ bảo không thật. Rồi, cái lấu áp lửa băng luôn. Ơ đi. Khả năng là nó sẽ rẽ mít. Nó công rồi, nó công rồi, nó công rồi. Ôi đi, có mẹ hai thằng đầu thế. Stim beacon down. Đâu qua, không có hồi máu không được cho tôi được không hay anh? Tầm tới không? Ok. Để tôi phải đếm mít nữa. Cứ giữ. Đéo cho nó vào. Bị mẹ tôi. Ô đi của mẹ. Còn cái thằng bắn bắn cho ông rồi ông bị bắn cho vỡ đầu mày ăn luôn. You will not kill my ally. Mày giòn với tao này. Ok 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 ok. One enemy remaining. Đi mẹ bom vẫn không rơi ở đây nhá. Không có bom nhá. Đi mẹ thằng cơ nó cầm bom à. Đây đây. Đây đây đây. Giấu nhau. Thôi đem đem đi, ít máu đem đi. Còn mẹ, mình hấp máu quá. Ra nộp máu cho nó à. Đéo hiểu. Nhưng mà nó cầm bom. Thì bẹt cái thằng ấy. Ở đây máy quá, đã được chết rồi.
mày nha, bắn tường thì mẹ chứ mà bắn chính diện. À mình có ulti của mình đã quên không dùng. Quái mình có ulti mình quên không dùng ấy. Có tiền nó mua tôi khẩu ốp. Ốp kẹt. Mua súng thường người ta mua. Mua tôi. Mua cái gì? Mua cái gì? Ốp lìn ấy. Tiền lớn nó mua ốp. Mẹ ông có bắn được đéo đâu. Ốp này. Họ mới bắn ốp đéo luôn mà đòi phi mua 4.500 một khẩu phí tiền. Tôi biết, tôi không biết tôi đòi giá. Biết cứt. Tôi biết thừa trình độ bắn ốp ông. Nó bè à? Ôi đi, sư tưởng chết kìa. Hình như này, nó hình như nó đổi A phải. Có khả năng nó đổi A nhá. Nó sấy ca măng xuyên tường này chết mẹ luôn. Có khả năng đổi A đấy, khả năng đổi A. Đéo có sâu pha soi chết đéo rồi kìa, đéo biết là nó đi hướng nào nữa. Đáng ra cái thằng đửa mít này là phải là sâu pha này. Thằng sâu pha mít nó thả cái đầu rôn nó nắm hết tình hình luôn. Công mít à? Tôi nghĩ nó công mít đâu ạ. Công mít, nó thả mấy ở mít nhưng mà nó vẫn đang đứng ở bên B đấy. Gặp B kìa. Ông đứng đây cho nó bắn à. Open up the sky. Chết mèo đi. Ờ tôi bom kia rồi. Ra đây này. 30 seconds left. One enemy remaining. Mày kiếm bom rồi. Stim beacon down. Khả năng nó bỏ rồi, bỏ rồi. Có người ta áo cả ngon. Tôi nghĩ bọn nó công A này bởi vì bọn nó công A hiệu quả hơn bọn nó công B chưa thắng lần nào. Tôi ba tao bắn một cái góc. Ờ, cảm ơn nhá. Bắn một góc đúng cái chỗ này luôn này, đúng cái chỗ này. Tôi bắn phát trúng cái chỗ này soi cả đường thấy luôn. Này nó có phantom mà em ơi không? Có rồi đấy nhau. Thằng này nó vứt cho con khẩu phantom Oni chắc phải. Đâu đâu. Thôi tôi bắn rồi, ông biến đi. Thôi ông lấy đi tôi. Đó, công đâu đấy? Gì, mẹ, tôi bắn cả. Bọn nó công B này. Đó. B này. Molly, joke's over. You're dead. Nó vào B này. Đi các bạn ơi, block mình làm đi mẹ. Mất đống máu mình. Con mẹ. Kéo hồi máu nhá. I see the spike. Yeah, spike remaining. Mẹ mình boost cái tốc độ bắn cho con rồi này. Tôi phải chết đi. À, con mẹ thôi kìa nhặt con đâu ấy. Đi mẹ bắn nó tết màu đéo chết à. Sấy mẹ ngắm vào đầu nó mà sấy mẹ lên xin rồi. Xin nhá. Có mẹ quả đấy mình giết thằng đấy như là phạm cuối đúng không? Mẹ là được hiệu ứng thì mẹ mình đếm xịn xò à. Xin nhá. Tìm em bên kia AFK luôn này, cái thằng kia thoát luôn này cả. Máy gì này. Chắc đồng đội chửi. Nó đang đứng đầu bảng bên kia chứ. Đi. Ok. Ôi trời ơi. Ôi đi cái mẹ. Đéo tránh được à. Mẹ ông. Quả để nó soi được quả ấy quá. B, vào B đi. Thay đi anh em đi. Phải B đi, để cái ulti ấy dùng sau, đéo dùng ulti sớm gì. Cái thằng điên này thả ulti kéo ai vậy? One enemy remaining. Hay, thắng luôn. Đi về đéo phải bằng cuối. Buồn quá. Was that supposed to be a fight? Sao, xem lên danh chưa?
Đấy, néo này, đồng 5 kỳ cựu mẹ đi, rồi. Sao đéo lên. Ừ. Sao đéo vẫn bạc 2. Đồng kỳ cựu rồi, lên cái đéo gì? Đi mẹ bao giờ mới có thể mở được con tướng mới đây, mở tướng khó thế, trong game này mở tướng còn khổ hơn ở trong LOL ạ. À. Mẹ tướng thì có ít ông đòi mở như dễ gì đi mẹ. Nó mà chơi ai chơi. Mẹ tướng có vài con ạ. Đó mạng rồi, nó ngon lành rồi, nó bắn khác ngay. Mấy trận đầu, mấy ván đầu nó mạng chưa ngon. Đéo được sao mình mỗi mình đồng à. Quả tay lê mẹ đúng cái chỗ rồi, cho nó nhịp. Ui, 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 đéo tôi đấu với thằng nào không chịu hòa hoặc thua là sao? Lâu lắm rồi, yếu mà. Mở đấy, vào rồi đấy. Ui rồi ôi, 96 máu thế thôi. Không nhào đá hết à? Vào rồi này. Hiểu lơ, bình Sova kìa, không lại mất điếc đéo thì toàn Trung Quốc. Đâu? Đi à đúng được, tìm vẫn ngon, có hai khói rồi. Còn Omen khói được. Team này là cũng được. Reyna mù. Mấy con này đồng 3, mình lên đồng 2 này. Đồng đoàn đại chiến à, thần đồng đại chiến. Thì đấy. Map gì đây? Sublilit. À quên, tập Pilit là map này đúng không? Ai à, gì? Đây map gì nhỉ? Map 3 đường thì phải. Pilit là map 3 đường hoặc là map map Nhật Bản. Map có cái dây kéo ấy. Đấy. À Pilit là map dây kéo, dây kéo. Để tôi chỉ cho mấy cái trick. Để nói thì bạn đúng map luôn. Mẹ Sova luôn. Tôi đéo biết trick. Tôi chỉ mấy trick. Trick gì? Trick làm chuyện, có làm được không làm chuyện khác. Nhé. Không trick này dễ mà. Chị kể trẻ con làm. You have me. That is good for you. Mẹ, lại dập rồi. Đây đó. À, à đâu. Đéo. Đéo đúng. Cái gì? Sao có đục xịn không? Đéo đục xịn. Cô vợ tôi thả đốt nhá. Có skin không? Ờ. Đéo ai cũng dám công ra đấy luôn. Thì đây thằng nó điên tự nhiên đang đứng mẹ nó công một phát là nó bắn đầy những pha kiểu thế. Trừ khi có con lướt gió nhưng mà tôi đéo con Reyna con bom nó cũng nhảy được mà đéo là con lướt gió đâu. À, đá sẽ stream tìm bạn, đá tìm màn hình tìm bạn. Take flight. Một thằng ở trên đấy nhá, hai thằng nhá. Ủa đồ. Tôi bay cố thêm đoạn nữa vào đây xem có ai. Bên phải không ai này. Ok. Chỉ trên đấy có hai thằng thôi. Công vào sai luôn đi. Địch nó khổ bắn nó giật vãi lên. Đi các bạn đéo ổn rồi, đéo ổn rồi. Con kia chết rồi. Tôi nghĩ anh đổi bên không ạ? Đổi bên, đổi bên. Ôi đi có mẹ, chỗ này có thằng luôn đi. Không mẹ. Thôi toang rồi. Trận này coi như bỏ rồi. Chứ cảm giác tôi game nó cứ giật giật đi. Tôi cũng thấy thế mà. Lúc vào game cái tôi đã thấy giật này. Rồi echo thôi. Ông lấy súng này không tôi cho này. Súng gì? Cần đéo rồi cho echo mẹ đi. Không gì không phải echo, healer thì mình à quên. Support thì có nhiệm vụ là phải giúp team. Ông không phải lọc đấy. Giật mẹ game ạ, đứng mẹ game luôn. Thì mẹ cái thằng này nó đặt cái mù đúng không? Đặt ngáo quá. À đâu, mù tim nó à? Vẫn là, nó vẫn trên đấy nhá. Vẫn góc đấy. Nó công rồi, nó công rồi. Ô, sao thằng nào đó có ulti rồi? Đi bằng căng vậy. Tôi nghĩ là nên đổi bên không ạ? Bây giờ nó thủ đông lắm. Đi con mẹ. Đùa à? Thì cái mẹ đó nó đổi bên đi, công đéo được đâu, đông lắm. Mẹ cố làm đéo thì. Alo. Alo. Nghe gì không? Có. Sao bảo đổi bên thì đéo đổi.
đi mày ui con này điên mẹ ôm mẹ trời ơi kéo được một lướt vào mặt nó không lướt pha đấy thì cũng chết rồi lướt ít nhất là từ có cơ hội quả highlight. Thôi mẹ vứt cho ông súng để ông làm sao đấy mà. Làm cái đéo rồi giờ đây nó đông vãi lìn ra. Ở trên có dưới có trái phải có. Bọn cái điên nó không hiểu. Đi hết sang bên kia. Đấy cho thằng kia bên kia dụ hàng thôi, ba người công B công A rồi, công B được rồi. Có một cái đường đấy là hơi khó, đang công đường mít này hợp lý hơn này. Ông dụ hàng à? Ê nó đây. Thế thì tao nhéo lớp nữa đánh một mày. Mẹ block nhéo đi, cút mẹ đi. Vào đi, vào đi, vào đi. Rồi vào đi, vào đi. Ui, cười mẹ. Đã có ốp rồi, vãi lìn này, bọn nó đầu quá. Thì cứ thằng em tê lê từ chỗ này sang chỗ kia, chán đéo chịu. Cái chỗ này mày có thể đi bộ mà mày tê lê làm gì vậy? Đéo hiểu luôn. Có một thằng cần nó có ốp nha, trên đấy. Nó xuống. Đấy, thằng Sova nó vẫn trên đấy, Sova ốp ấy, trên đấy. Bên trên, bên trên, bên trên. Đừng đấu, đừng đấu. Nấp lên, nấp lên. Thằng Omen này chưa thấy đâu. Ờ, Sova chết rồi. Đấy, ớ, thằng ơi. Xuống. Ốp đâu, ốp đâu. Ốp đâu? Ốp trên. Chết trên ngoài nóc nhà rồi. Đây, tôi cho ông một cái xoài nha. You better run, Sova. Revealing area. Soi thì chưa thấy ai. Đi mẹ, có mít, có mít. Có mít. Có vào không? Vào cùng vào tôi để tôi làm luôn. Vào vào. Đi mẹ. Lại chết hai thằng rồi. Ốp trên này. Có hai, có thằng trên thôi, một thằng trên với một thằng dưới. Khó thế nhở, khó vào quá. Quá mày, thôi. Tôi nghĩ nên đổi bên. Nhưng mà đổi bên giờ ra mít là gặp ốp này. Bên đấy nó cam nhở, cẩn thận nó cam. Tôi nghĩ vẫn vào đi, vào đi. Đi trước đi. Không được, vào đi. Vào đây. Đâu đi còn khác đâu. Ủa đi các bạn, đằng sau. Đéo đâu á. Nó bắn ở chỗ đéo nào vậy? Mịt mẹ. Last player standing. Thôi té đi. Mẹ ông chạy mẹ mà giữ ốp đi ông mà công trong cái map này công đừng cầm ốp. Công ốp bắn thế đéo được. Công thì làm sao công? Ông bắn nó này ông công ốp thì ông bắn thế đéo được. Khó quá. À. Công bên kia đi ông ơi, công B đi. Bọn mình kia nó giàu quá mẹ nó. Phải ăn ốp trận trước chết, trận này lại mua tiếp, phải lìn giàu ạ. Cái thứ gì đấy? Deploying drone. Một thằng trên này. Tôi nghĩ đội ba mày. Nhớ ổn không? Đi. Thôi đi sang bên kia, team mình bên kia rồi. Revealing area. Ốp nha. What the mẹ. Mù ơi, mà nó bắn kinh vậy. Thì mà nó mù nó bắn trên hai thằng kìa. Vãi lìn. Thằng kia nó quăng mù vào rồi mình biết là nào mà mình bắn mà mẹ. Nó vẫn bắn chết mình luôn ạ. Vãi cả cướp. Thì mẹ nếu đi được cái chỗ này. Ấy thế thì mẹ. Nếu đi được. Ông này cứ đứng dơ sao. Ui giời. Ôi.
Ôi giời ơi mẹ tôi. Khó thế nhờ. Team là team. Watch them run when lead by my sonar. Học mẹ mất. Cái team này con mà con Omega đéo biết đặt khói. Khó lên quá. Đéo biết đặt khói ở những cái chỗ mà nó hay ngồi ốp. Đặt khói thì đéo đâu ơi. Tuấn hai cái nào. Vào này. Chơi thằng Phương đấy ở bên trên, chắc chắn ở bên trên. Thôi vào đây, vào này, vào này. Mà mù chẳng nhìn thấy cái lìn này kìa. Trên kìa, trên kìa, Omen kìa. Ô đi, không phải nhảy xuống dưới này, địt mẹ. Vào đi, tôi vào rồi thì vào luôn đi, đéo hiểu, vào mình mỗi mình vào. Toàn cái kiểu ấy. Đã xoay xong rồi, vào là vào hết. Đặt bom đặt đi. Đi mẹ. Ai thanh niên. Đặt bom mà đéo đi vào sai anh đặt đi. Cứ đứng ngoài để bắn. Đi. Bắn thế cứ trôi lên. Trôi lên đi vào bắn luôn. Trôi kìa. Thế ông đứng em đi. Đợi hy vọng là một cái đéo gì à. One enemy remaining. Xếp súng. Xếp, để cứ mọi cái khẩu phía trên. Một bắn một mà còn xếp súng. Đéo hiểu. Mà súng phía trên. 30 seconds left. Your duty is not. Ôi đi mẹ đờ mẹ kìa. Nạt bom đi. Đi mẹ cũng đéo hiểu mà làm cái trò gì đó. Nạt bom không đi đằng kia mẹ. Thằng ulti đi mẹ. Ulti đi. Địt là đứng ở chỗ này ulti à. 10 seconds left. Nó chạy vào sai. Ulti xong rồi lại. Ơ đi. Kìa nó kìa. Nó có bom thôi, bắn được mà. Mày hậu hồi thanh niên. Chứ nó chạy ra bắn luôn này, còn nấp mà. Đéo hiểu một thằng cái van đồ thằng kia nó cầm súng lục. Lúc bên thằng kia đang cầm súng lục ấy. Chạy ra nó bắn luôn đi. Đéo hiểu nó còn chạy nấp. Bên này sang bên này. Nó tên này sang bên đấy cũng được, nhưng mà mẹ quả đấy bắn được rồi. Đéo thì nó lại sợ nó chạy. Để cho cái chỗ để cho thằng kia kem. Mẹ thằng kia đang cầm lục bắn nó luôn đi, sợ đéo. Find their weakness. Mẹ. Vào này, trận này. Cái map ở bên thủ rất là lợi. Các cái này khó quá, công khó quá, mày đổi đi. Đi team mình đéo mà đặt khói. Thằng Omen này nó đéo mua khói à? Tôi đéo xếp đặt luôn đấy. Này nó biết rồi. Còn mày. Nó bắn ulti vào này. Ui, biết đông lắm, địt mẹ. Khó thế là công địt mẹ. Team nó đéo có cái người chơi khói được. Đi vào qua hết đáng hết hại. Chó men. Ô men. Chó men cam chó gì ấy. Mày em ngáo quá. Thật luôn. Hai cái team này có hai thằng. Tối nào ăn được. Kệ mẹ đi. Team mà có hai thằng dùng khói mà nó bất dùng. Có công B đi, à công A đi, công A đi. B đéo công được đâu, à công B đi. A đéo công được, mà B cũng khó cơ. B vào dụng cửa đi. Ôi đi mẹ. Bọn nó đi đứa đéo là ông ốp vậy. Khó máy lìn nè. Dựng cửa vào. Đéo công được cái đường này ốp quá lợi mẹ luôn. Đường mid đấy, đi đường mid nhảy xuống. Công trong ngoài góc này dễ mà. Bắn vỡ luôn. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì?
Mẹ thấy bọn đấy đứng làm mít làm gì? Ông kinh nhỉ? Ở đi mẹ tôi chết kìa. Thôi đi xuống một cái đường nào thì đặt bom đi, hết giờ nơi rồi. Mua đấy em đi. You will not kill my allies. Ui, thế nè. Quả đấy ông tự ông chặn tưởng mít làm đéo không ấy. Ý có thằng ở đấy thì sao? Không đéo nào. Rồi xong rồi. Thôi ông bỏ cái sai rồi ông chạy ra góc. Khó. Đứng trong này khó rồi. 3, 2, 3 cái ốp nó bắn vào, vãi cả lìn. Khó thế. Cái đùa. Đùa nhá, anh mà nó chắc chắn nó có kịp không, nó có kịp. I got your backs. Just, you know, from the front. Quá thế nhở? Đó không vào đường nào. Bực lắm rồi. Ông mua ốp mẹ ấy. Ốp lìn ấy. Cái cơ mát này công thì ốp bằng niềm tin này. Đố ông bắn ốp được rồi mẹ. Đi mẹ ông gõ nó, mặt tao chết mẹ rồi. Tôi đéo có tiền đâu. Nó đứng nó kêu xin làm sao mà vào được. Mẹ bên thủ nó mới chơi ốp nên mình công ốp cái kết rồi. Quan trọng là cái bọn rừng này đéo biết đặt khói này. Đáng ra ở map này không phải đặt hai cái khói, một cái khói ở trên, một cái khói ở dưới này. Một cái khói ở cái chỗ đường dọc, một cái khói ở đây này. Đấy cứ để cái thằng Phoenix nó đứng đây một mình, có kêu một cửa. Đéo làm gì được. Team cứ chạy thằng mít. Mít bọn nó đéo biết đặt khói mà chặn nữa. Tìm đéo có thảo biết dùng khói á. Không bị đéo đâu ấy. Có cái đéo ở đấy thì không mạnh. Có quàng nữa thì không mạnh à. Không kịp nữa rồi, nó chạy ra rồi. Chạy nó không kịp nữa. Vừa bắn chết thằng kia cái thằng còn lại chạy ra luôn. Tôi phải bắn thêm con cấu, thêm nó tí máu chứ fan ấy lùi mà không kịp. Ông quay lưng về một cái là chết mẹ luôn này. Mẹ team mà bắn ốp kinh quá thì mẹ đứa nào cũng bắn ốp. Cái team này bọn này đéo biết dùng khói ấy. Mở không, đây này, đáng là khói nó đặt một cái ở đây này. Nó đặt một cái ở đây, một cái ở chỗ này. Đấy là mình công vào được. Nhưng mà không một thằng dập của cái khói nào mang tiếng, hai con này đều có chiêu khói để dùng. Đấy, nó vào nó bắn. Đấy, vào lấy mặt nó bắn. Chứ khói mới kể nó không dùng. Đéo thì hiểu được luôn. Nó đâu ấy, đéo thiệt nó luôn. Shock dart. Revealing area. Khó vãi lìn à. Theo cái công ở kiểu gì mà. Ok. Đây là ốp này này. Ốp rồi. Ốp lìn này, ông bắn cất được. Bảo đảm chết nó xem. Mẹ ốp 8 viên đạn này. Thôi. Bảo này. Remaining. Now for. À xe này. 30 seconds left. Có đi có mẹ bên này. Vào nhanh đi. Thì mẹ một mình nó thôi, 1 bắn 3 mà cứ đứng ngoài kem kem cái đéo. Lao vào luôn nữa cũng có 30 giây. Ông tâm lục ngắm lại lao vào được công được. Lục ra. Công khó vậy đấy. Lục ra. Phải tôi vào trước rồi, nó bắn chết tôi thì ông cầm lục bắn chết nó được. Nó dùng rifle cho bắn chứ không? Rifle nó bắn, nó cũng chỉ bắn một đứa. Con này nó cũng thấp máu của mẹ được đấy.
Mẹ bọn nôn đến đây nhìn nè. Đấy, có mẹ trong cái thời gian này thì nó đứng nó ui thì mẹ tê lê không mày? Tê lê lìn đâu? Nó ra đây rồi này. Khó vãi cơ. Revealing area. Yo. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. One enemy remaining. Ôi, đi mẹ bắn thêm một đứa chết kìa. Ông nhìn cái ốp trong cái khẩu, trong cái map mà nó tù, nó một công nó tù chưa. Tù quá lìn nè. Ôi, bắn kinh chưa. Mẹ là vào tù đi. Bắn nó phải thế mày ạ. Last round in the hand. Tim bắn chết mẹ hết rồi cũng vào bắn nó thằng cuối cùng. Thằng cuối cùng nó còn yếu vãi cứt. Nhéo rồi nhưng mà bắn chúng trúng yếu với mạnh nhéo. Thì khẩu này vẫn một phát chết thôi. Nó thấp máu rồi nó sẽ bị tâm lý. Nó dén nó đéo dám bao lên. Đáng ra ông có tiền phải mua súng cho tôi ấy. Mẹ mẹ không nhờ thì gì thế thôi. Giáo nói gì. Ui, nó bắn đâu ấy. Nó trong ấy, trong khói. Thì nó bắn xuyên khói ạ. Bừa đi. Khói lìn nó ảo vãi. Bắn bừa xuyên khói ạ. Đổi đổi đổi. Nó bắn bừa xuyên khói mà tí chúng tôi mới gây. Vào luôn này. Công thẳng này. Chưa có ấy. Không có ai, không thấy ai. Vào nhanh, vào nhanh. Nó trên đấy, nó trên đấy. Có đi con mẹ. Ôi sao đi con mẹ. Đổi bên. Switching sides. Show me where to go. Từ khi cầm ốp cái mẹ tan thắng kinh mà đéo bắn là thằng đéo nào mà bắn là thằng tràn được cái tinh thần kìa từ cái pha từ hôm qua ra kêu ấy qua ra kêu không đặt bom cả nào bọn nó bị hoảng rồi nhá không ngờ bên này có thằng bắn kinh thế. Out of charges. Đéo được, đéo được. Đéo ai mà bắn như điên như dại vậy? Bên đấy là ai à? BB à? BB. Quả chống một kẹt như mẹ, ai bắn mày trong cái tường bố? Nó vào ấy, nó vào ấy. Ô đi có mẹ hai thằng đi có mẹ. Cứ bị kiểu hai nhìn thấy hai thằng bắn vào giữa. Ok kìa, ngay trước mặt thằng ấy đứng suy nghĩ một lúc nó bắn ạ. Vãi lìn. Trận đầu tiên bắn không được, đéo không thua nhá. No charge, no charges. Khó thế nhỉ. Khó khăn bê lờ. Let them try to get through me.
Tại thả drone mid. Mẹ con này điên này. Deploying drone. Multiple enemies spotted. Mid không ai này. Mid không thấy ai nhá. Mid có một hàng. Mid có một hàng chỗ topping ấy. Revealing area. Ôi con mẹ. Thả cổ chỗ đéo nào vậy? Con mẹ đau quá. Ông hồi, ông có một máu không? Hồi máu tôi. Chắc không có quá quá. Đi có mẹ chơi xong rồi. Yêu team chết dần chết một. Thì mẹ tôi còn 5 máu á. Quay cả đi 5 máu thì làm ăn gì? Spike planted. Đi con mẹ 5 máu á, à, khó vãi cả cứt. Tôi cứ pha thì mẹ thằng kia nó bắn chết mà con robot nó vẫn đuổi mình ạ. Phải mình cứ nghĩ thằng Omen nó kêu ở bên đấy rồi mình đéo để ý. Quay ra thấy con robot chạy ngay bên cạnh mẹ. Ui mẹ mày kia nó túng. Kia thì bắn đéo. Nó thả bom đau quá. Mẹ cha chứ. Thôi lại toang rồi. Còn nãy vậy chuộng công A. Lặng ông nói đi rồi, còn tôi đéo nghe. Chà liên quan. À chuẩn công B. Take flight. Công này. Có ốp nhá. Mid à mid nó có hàng có ốp này. Bọn nó công B này. Biết rồi, nhưng mít cũng có. Ô đi các bạn, hai thằng đi của mẹ. Không bị ý kiểu hai thằng không? Mẹ, đéo bắn thằng nào, có súng thì ít đạn. Biết luôn ạ. Thì mẹ hai đứa vào vào cùng lúc. Ôi trời ơi. Khó. Thế thì thế mà nó giết mình một mạng gì. I know that I am by your side. Khó thế nhỉ? Đâu hiểu gà thế. Cứ công bên này rồi, khổ quá. Toàn check mid. Lần này có bảo nó đéo đi mid. Nó sang hết B rồi. Bên này anh mẹ ơi. Enemy spotted. Revealing area. Many enemies found them. Ui địt của mẹ bắn kinh quá mẹ. Omen nó vào trong sai rồi kìa. 70 máu rồi, tao bắn nó 70 máu rồi đấy. Omen tao bắn 70 máu rồi đấy. One enemy remaining. I had to kill you. Finally, this is how I like to win. Thế ông vừa cái sự điểm mạnh. Sực sự vãi cấp lên. Nếu hiểu ông giết 3 mạng là nào cho ông. Nếu thì giết hơn đúng cái gì nữa. Cái gì? 4 mạng, 3 mạng nào. Thôi chứ 6 mạng. Còn cái này nữa ông ơi. Đây đang check. Ui nó tên lê. Không biết tên lê đâu. Khoảng nó tên lê sau lưng ông đấy. Revealing area.
Đâu thế? Ôi thì mẹ nó lừa rồi, nó lừa rồi. Lừa rồi, lừa. Lừa. Nó không A rồi. Em chào anh một tí. Sao anh chào rồi? Đi nhỏ thôi. Ship đang đi nhỏ đây. Ông đi dưới đây. Ê, tôi đi trên. Ờ, đi rồi. Mẹ đi trên chặn mẹ được. Đi mẹ đường dưới nó cũng chặn rồi. Area. Ôi, đi mẹ con thằng nữa đằng sau à? Đồng quá. Thế mẹ cái cửa như thế mà nó vẫn có thằng đằng sau à? Nó chặn nó đứng ở đâu nhỉ? Trên tảng băng à? Match point. They demand a fight. Who are we to disobey? Ai giỏi ơi, khó vãi cật. Echo thôi. Echo thì ông nhìn ván này ván gì không còn echo. Echo yên tâm chắc chắn là 12-6 đấu trận. 12-5 dễ dàng này đâu. Take out their healer. Ván lúc nãy ván bản lè thôi. Deploying drone. Lại A rồi, lại A rồi, lại A rồi. Nowhere to run. A rồi, A rồi, A rồi. Về đóng ai luôn. Nào ulti đây. Joke's over. You're dead. Spike here. Revealing area. Phải đáng ngại để tôi giết là tôi có ulti rồi đấy. Mày. Nó ở dưới, nó ở sau cái tường này. Công, công, công ý. Đang, đang, đang. Có một con thôi. Này, thì nấp, này, nấp. Đấy, tôi mới bảo 12-6 mà. Echo thôi. Nó bắt đầu công B. Nó thấy mà công A đéo ổn rồi, công B. Thả cái drone miếng ai. Take flight. Tôi không thả đâu ạ. Bèo rồi, bèo, bèo rồi. À, đéo có ai rồi. Mid này, mid đông này. Mid đông. Ông chết à? Chưa. Tôi nhìn em bắn nhau mid. Ui, chỉ cần đi nhau. Con mày ạ. Ôi, em the hunter. One enemy remaining. Bom trời đây này. Thắng rồi. Thắng rồi. Một ván bản lề mà. Thôi cái đéo rồi đấy. Thôi đi mẹ. Tắm mãi đeo chết. Sao khẩu súng á, khẩu súng của tôi mà. Thì mẹ. Tôi bảo trận bản lề. Bản lề. Lộ ngược dòng ra. Out of charges. Quả tê lê. Kéo được toàn tê lê mà lại ra chỗ đực. Phải được bắn. Take flight. Ôi. Vào A nhanh đấy. Revealing area. Tôi bắn cái tên đó. Ở đâu à? Bắn được tên rồi. Ê ông ơi, cứu. Thấy rồi. Bê. Nắng nắng, tôi bắn tên ra rồi. Nó vào. Thằng Omen tao lên đấy. Đem vào đâu chết. Enemy spotted. Đem vào đâu chết. Nó vào sai đấy. Shot done.
Ui, được. Được. Kéo được quay đi đâu nhìn ạ. Tôi xong mạnh điều. Nhà, nhà. Nấp, nấp, nấp. Ui, trên này, địch mẹ, khó quá. Mày ơi, lùi lên xong này mình mới dám thay đạn này mà. Còn mày vẫn bên trên, nó công được trên không không? Tôi ao mà, tôi thua. À đi thì. À đâu, cái gì? Ít mẹ. À mày quá. Ít mẹ thua được lên ít tiền á. Cái kinh nghiệm á.